Báo cáo của các bộ tại cuộc họp thường trực chính phủ cho thấy, Việt Nam 85 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm cho cộng đồng kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020. Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng hiện nay rất thấp. Tuy vậy, vẫn còn nguy cơ từ các nhóm công dân, học sinh, sinh viên, chuyên gia nhập cảnh, đặc biệt là các đối tượng về nước qua đường mòn lối mở không khai báo nhập cảnh. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian tới, do mở dần các đường bay, chuyến bay đón công dân Việt Nam, đón các chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào Việt Nam. Bên cạnh các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thì nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài, người già, trẻ em, sinh viên muốn trở về nước cũng rất lớn. Nếu không tạo điều kiện về kịp thời, thì người dân sẽ gặp khó khăn ở nước ngoài. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước với quy mô lớn hơn, trên diện rộng hơn, với tinh thần phòng dịch chặt chẽ, công khai minh bạch. Tất cả đều phải được xét nghiệm ở nước sở tại và ở Việt Nam, và Việt Nam sẽ tiến hành thu phí theo quy định. Tất cả đều xét nghiệm ở nước sở tại và ở Việt Nam. Và chúng ta cũng nhấn mạnh trở lại hôm nay một cái ý là Việt Nam sẽ tiến hành thu phí theo quy định. Những đối tượng ấy tới về Việt Nam trong bối cảnh hiện nay không chỉ là vấn đề cần thiết mà còn có cái nội dung về cách ly, về an toàn, về kinh phí. Với cái yêu cầu bức xúc như vậy, tôi đã nhận được nhiều nguồn thông tin. Tất nhiên Mỹ hiện nay cũng đang điều chỉnh chủ trương, nhưng một số lượng về cũng rất lớn. Còn ở Nhật thì cũng đang họ muốn về Việt Nam rất lớn và ngược lại. Chúng ta đi Nhật hay nhiều nước, châu Âu cũng còn rất nhiều hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ thảo luận các giải pháp trong bối cảnh mục tiêu kép, phòng chống dịch bệnh không để lây lỏng, nhưng vẫn mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội. Phương thức cách làm nào đạt hiệu quả tốt nhất, cần có chương trình công khai, minh bạch để mọi người dân biết được chủ trương của chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, để mọi người yên tâm, từ đó có kế hoạch tổng thể giải quyết một cách thấu tình đạt lý và kịp thời hơn đối với người Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài và những người Việt Nam muốn về mà chưa về được.